rồi, anh thức. Để cho anh cái này nè. Trời ơi, anh nhìn nè. Bà làm cái gì? Cầm cầm là thấy gắn ở trong cổng hay gì vậy? Gắn đâu gắn? Mấy con kiến á. Một bao luôn. Ủa kiến lửa bên nhà mà nó dữ dữ vậy đó hả? Nè, kiến vậy không nè, cắn chết luôn á nhà em vậy đó. Bây giờ hôm gà trời mưa đó. Coi kiến lửa coi nè, giả mang vậy. Đừng có đụng nó nữa. Trời mưa nước ngập cái nó lên quá trời. Đúng rồi. Trời mưa bây giờ biết sao? Bây giờ là mùa nước nổi nè. Nước ngập mấy tất cả loại kiến á là thường thường nó sẽ dồn vô nhà mình hết trơn. Thì đó. Ủa mà em thấy anh có bán cái chai thuốc kiến gì đó phải không? Có thuốc. Bán không? Cái đó là cái chai thuốc kiến để anh á là sử dụng trong nhà hoặc là ai xin anh cho. À sao anh không bán đi? Trời bán buôn gì chứ. Có mấy ngàn đồng bạc hả? À bây giờ thí dụ em mua cái chai thuốc kiến ngoài chợ về đi thì nó cũng làm thành phần y gan anh luôn. Nhưng mà nó bán ví dụ mà tiền ship cũng mười mấy ngàn nè, chai nó mấy chục ngàn nè, ga cũng 50-70 ngàn chai, nhưng mà trong khi đó làm á một cái chai thuốc kiến gì đó là trong vòng chắc cơ được ngàn bạc à. Vừa vậy dễ gì, bởi vì mắc mớ về mà phải mà đi bán buôn cho bà con cô bác mình chi. Mà bên đây anh có kiến không? Sao không, anh thuốc chết cho ngại quá trời luôn. Có làm giờ không anh, có làm thuốc cho em xin miếng thôi. Nói chung là sáng giờ thuốc hết trơn rồi, nói chung là đi vòng vòng nguyên một cái khu nè. Bây giờ đâu phải á là trong nhà mình á, đây đâu phải là trong nhà mình có kiến lửa đâu cả nhà. Mấy con kiến lửa nè nó cắn rất là đau nha, đặc biệt mấy có mấy đứa nít cắn trời, nó cắn ghẻ. Một cái là thành ghẻ hết trơn luôn. Đúng rồi, trong vườn vẫn có, bây giờ trên vườn rất là nhiều đó. Trong vườn cây nè, bây giờ nó bò, nhầm khi nó bò lên vườn nhà mình ngủ luôn, nhà em cát á. Đúng, đúng rồi. Bây giờ đây đây anh có việc kiếm bên này, em qua em coi không? Đâu cho em coi ấy. Đây 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 anh đã việc rồi nè. Hồi sáng á là anh có việc trên cái vàng ốp chén nha, tại vàng ốp chén mình á là có đường. Đường nó xuống nhiều. Đây đây đây. Ủa chắc chân kìa. Nhìn nè. Đó, con nào đụng vô là chết rồi nè cả nhà, thấy anh nhìn kỹ coi. Ý nó nằm đang đã chân nha. Nó nằm đang đã nè. Thấy mấy con đang dãy dãy không nè. Nè. Đó. Đang ngáp mấy con này ăn rồi á, là ngáp ngáp nó gần chết rồi đó. Đó. Chút xíu là nó chết. Và thứ hai á là nó sẽ đem xuống cho mấy con kiến mà con kiến chúa đang chết luôn. À. Đây nè cả nhà. Nhìn nè, mà nhìn mấy con kiến nè. Nó lại ăn nè thấy không? Quá trời luôn. Nó lại ăn bây giờ vậy 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 nữa thấy không? Đó, cả nhà thấy không? Đây đây con này nè. Đó. Lật qua lật lại vậy chưa? Ủa cái đó là ai uống cà phê sữa để đó thì sao vậy anh? Cái này á là cái keo thuốc kiến của anh. Trời ơi. Cà phê sữa. Bây giờ là thay gì á, bây giờ cả nhà mình á đây để mình chấm lên ngay chỗ này con kiến mà lại ăn rồi chút xíu nó chết cho cả nhà coi. Đây như trên cái bao mình phải không? Đây, mình ngay chỗ này là có kiến nè. Trời ơi, nó có chân, mấy nhà. Đây, mình bây giờ mình chỉ nhỏ lên một giọt thôi. Em đổ nhỏ lên. Em giống cà phê sữa ha. Đúng rồi, nó rất là giống cà phê sữa. Nhỏ, chỉ cần nhỏ một giọt thôi. Kiến nè, thứ nhất là kiến, thứ hai là dán. Thứ ba là em gùi. Em ghét cái con đó lắm luôn á. Gùi, kiến, dán đều cho hết. Bây giờ em chờ chút xíu đi, để anh đi, anh chỉ cho em làm một cái công thức mà để làm một cái chai thuốc kiến. Chỉ có mấy ngàn đồng mà xài cả năm trời. Đâu sẵn anh chỉ em đi quá trời chịu không nổi luôn á. Ok, chờ chút xíu mấy con này ăn nó chết cho coi. Để anh ăn thì chị. Đó, mình chỉ bị mà làm. Đây là đường cát nha cả nhà. Đường cát mình sử dụng là 3 muỗng. 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng. Mình đổ nước cho nó vừa ngập nha. Sao nó ngọt gì thế lại sao anh thức? Đúng rồi, kiến mấy con kiến lửa là nó ăn đường. Kiến lửa nên như là kiến nào nó có ăn đường cho nó. Nên mình làm nè là cho dễ hơn. Đây bây giờ mình sẽ mở bếp lên, mình bắt lên nha. Mình bắt, mình quậy cho nó tan đường. Và nó vừa mà sệt nhẹ lại là được. Đây mình quậy đường nè. Cả nhà thấy mà nó sệt sệt vậy là được nha, đừng có cho mà nó đặc quá nha. Nếu mà đặc quá thì mình có thể là bỏ thêm miếng nước. Mình để nguội vậy nè, cái mình bỏ vô một cái keo nào đó nha cả nhà. Đây thì mình lựa một cái keo nhỏ nhỏ nè, mình để vô. Một lọ này mình xài cả năm luôn á. Nói chung là kiến trong nhà là không còn một con nào luôn. Thường thường á là người ta bán á, người ta sẽ để vô một cái keo y như cái nước nhỏ mắt vậy đó. Có chút xíu cà siêu mà mấy chục ngàn rất là mắc luôn. Người ta cũng pha theo y công thức anh như nè. Nhưng mà mình biết rồi, mình chỉ cho người ta mất công rồi, để cả nhà mình tốn tiền thôi. Cái nào mình á chia sẻ được là mình sẽ chia sẻ cho cả nhà hết. Đây bây giờ xong như vậy nè. Đó, được một cái hũ như vậy nha cả nhà. Đây, đây là nước đường. Mình á là nó cho nó lỏng lỏng như nè, con kiến á là nó lại nó cắn, nó uống được. Nó uống là nó tha xuống cho kiến chúa ăn, là kiến chúa nó chết. Mình á là sử dụng là cái bệt đây. Đây đây cả nhà. Riren nè. Đó, riren hoặc là hai lúa xanh đều được, nhớ coi kỹ bịch này nha. Đó, riren hay hai lúa xanh đều được hết trơn á.
đây là cái bịch thuốc nè, là thuốc kiến. À, thuốc kiến nè, à, cái gì? Đặc trị sâu lá, cắt đời nhện vé, à, nhện cũng sẽ được luôn. Rồi nhện, à, rồi nè, nhện nè, dán nè, kiến đều được hết trơn. À, một bịch nè là có 10 ngàn, mười mấy ngàn cả nhà, nhưng mà mình xài cả năm trời luôn á. À, đây mình sẽ xé ra nha. À, đây mình xé ra. Xé đặt, pha vô ha. Đây mình sẽ pha vô cái lọ này nè. À, pha vô chút xíu nó y gan màu cà phê sữa vậy. Đặc biệt á là cái thuốc này thí dụ mà chó, mèo hoặc là gà vịt nó có ăn là không có chết nha. Nó à, đúng rồi, nó cái này nó không có chết mấy con đó. À, chó mà thường thường á nhà mình hay có chó mà người ta là có thể người ta pha thuốc nè cho chó uống là chết luôn mấy cái con mà bỏ chét luôn. À, hay ta. Đây, bây giờ mình sẽ quậy lên. Đó, mình quậy chó đều lên nha cả nhà. Quậy chó thiệt đều lên. Mình để trong đây cái ống hút kia nè. Đó, thí dụ mình nói là mình quậy cho đều lên, chỗ nào có kiến yêu cầu mình chấm, mình để lên cái là kiến nó lại ăn là chết hết trơn. Tại vì trong đây là nó có đường, có cái nước đường cả nhà, thì cả nhà biết có mấy con kiến lửa nha. Nó ngửi được mùi ngọt lại. Nó ngửi được mùi ngọt. Bây giờ em muốn á là chị thiệt mà chó nhanh nhất là em thấy con kiến đi miêu một đường như nè. Đó, mình sẽ nhỏ một giọt ngay cái chỗ giữa đường đi. Thì con kiến á nó sẽ tha cái nè, nó đem xuống cho mấy con kiến chúa ăn. Mấy con kiến chúa chết trước. À, mà có mấy những con kiến chúa mà nó chết rồi á, là những con kiến nó sẽ bỏ ổ hết trơn. Trong vườn mình vẫn được luôn nha cả nhà. Trong vườn mình á thì mình chỉ cần thấy ổ kiến nó nào nhỏ một vài giọt thôi là nó sẽ tha xuống kiến chúa ăn chết. Wow. Có nghĩa là mình diệt á là từ trong gốc mình diệt ra. Chứ mình đừng có mà dạng mà diệt mấy con kiến mà bình thường là bình thường đâu có gì đâu. Nhiều khi trồng mấy cái bầu chi nó bỏ. Đúng rồi. Rồi. Kiến á nó ăn chết nữa. Đây nè, quậy lên như nè cả nhà. Đặc biệt vịt gà ăn không chết nha, vịt gà chó mèo ăn không có chết. Uống liếm thì mình là bình thường không có gì hết trơn á. À, y ăn cà phê sữa vậy nè. Đây cái keo mình hồi nãy nè, để một lát nó sẽ ra màu vậy nè. Để nó chết hết trơn nè anh Thước. Đây để anh đổ qua luôn. À, thấy không? Cà phê sữa nha Kiến ơi. Đúng rồi. Đây cà phê sữa. Mình á ví dụ mình nói thuốc kiến, mình ai mà hỏi mình á mình đừng có nói làm thuốc kiến. Tại vì nói làm thuốc kiến rồi á nhầm khi kiến nó ăn. Nhưng anh thấy nhưng mà anh thấy nói nó ăn chật. À, đây nha cả nhà, thí dụ nhà mình có kiến đây, chấm một giọt đây, kiến nhiều á thả xuống đây một dũng như nè. Đó là kiến nó sẽ gom lại nó ăn rồi nó tha xuống cái tổ nó chết. À, cả nhà nhìn bên đây nè, nó có một số con mà nó ăn thì nó chết, nó chạy nó chết luôn. Đâu rồi, đây là như mấy con này thấy không nè. À, đây cả nhà nhìn kỹ nha, đây nó gần ngủm cô nẻo chân nè. Đây nè. Đó, mình để mấy chỗ nè nó lại ăn chết nè, nó nhầm con nó chạy quá, cái nó chạy vô nó chết luôn. Đây đó. À, coi, ủa sao hồi nãy kiến nhiều lắm mà ta. Đây nè cả nhà. Nó chết hết rồi. Đây để mình rủ xuống cho cả nhà coi. Đây, nó tha xuống nè. Nó tha xuống ăn là chết nè ha. Ngoe chút xíu là sẽ chết hết trơn. Nó bò hết nổi luôn rồi kìa. Nó bò chậm gì nè. À, hồi nãy trên vàng chén mình á cũng vậy á cả nhà. Mình có để là nó lại nó ăn nó chết hết trơn luôn á. Trời mưa vòng vòng nhà lại nhóc luôn á. Trời mưa, bây giờ nè mình kỹ cần đem cái hũ ra đem đi vòng vòng chỗ nào có kiến là mình để chút xíu nó ăn là chết toàn bộ. Trời, à. Kìa. Kiến chúa kiến gì là chết hết nha. Dạ.